Chương 244, chờ Thần An trở về. Hạ Vãn Lộ và Thần An nói điện thoại xong, ngồi trên ghế, không ngừng rơi nước mắt, không ngừng mỉm cười. Chợt nhớ, phải đến nhà trẻ gặp Y Thần, nhìn đứa con gái cưng của mình một lát, lâu rồi không có gặp bé. Nhất thời quên chân mình còn đau, cô dứt khoát đứng lên một cái. Thật may Thư Khai kịp thời chạy tới đỡ cô, giọng mang vẻ trách cứ. Chị, chuyện gì xảy ra với chị vậy? Bị thương, còn hấp tấp như vậy ư? Bỗng dưng phát hiện mà cô đầy nước mắt lại càng kinh ngạc. Chị sao thế? Anh dễ bắt nạt chị à? Không có, không có. Cô vội vàng lắc đầu. Chị là do vui quá mới khóc. Thật đấy, đi, đến cùng chị, đi đến một nơi. Thư Khai chở cô đến nhà trẻ. Hạ Vãn Lộ từng tới nhà trẻ để đón Y Thần, cho nên chỉ cần nói đến tặng Y Thần quà là rất dễ dàng được vào cổng. Đôi lúc là giờ ra chơi của Y Thần, cô ở bên trong nhìn, cho nháy mắt cảm thấy trong lòng như bị lấp đầy. Đủ rồi, cuộc sống của cô, vậy là đủ rồi. Chỉ cần có Y Thần thế là đủ rồi. Xa xa nhìn Y Thần vui vẻ, cô cảm thấy hạnh phúc lớn nhất trên đời này, cùng lắm chỉ thế này thôi. Không khỏi nghĩ tới câu hỏi vừa rồi lúc ở quán cà phê Thần Hy hỏi cô, có hận chị ấy hay không, có oán giận chị ấy hay không. Lúc này lòng cô càng thêm sáng tỏ, không phải là không hận, không phải là không oán. Cô hôm nay hạnh phúc còn không biết, làm gì còn thời gian nghĩ đến hận, đến oán. Cô mỉm môi cười, có nhóc thiên sứ này, sau này mỗi một ngày đều sẽ trải qua hạnh phúc rồi. Là do có tâm linh tương thông à? Cô đang cùng bạn nhỏ chơi đùa. Y Thần quay đầu thấy cô, sau một tiếng ngọt ngào gọi mợ út, nhóc nho nhỏ hoạt bát chạy tới, cái đầu nhào thẳng cho lòng cô. Mợ út, sao người không chịu đến đón Y Bảo? Y Bảo nghĩ mợ út không cần đến Y Bảo nữa. Sao lại vậy chứ, mẹ? Hạ Vãn Lộ nói tới chỗ này dừng lại. Y Thần vẫn không biết cô là mẹ bé. Nếu như bây giờ bé biết, có phản ứng sao đây? Có thể tiếp nhận được sự thật không? Mình làm thế nào giải thích chuyện này, mợ út trở thành mẹ? Cuối cùng nuốt xuống xương hô mẹ, cô mỉm cười. Mỗi ngày mợ út đều nhớ con. Vậy sao người lại không? Lời Y Thần chưa nói hết, nhìn thấy chân Hạ Vãn Lộ trợn to hai mắt. Chân mợ út sao thế, bị té ngã ư? Có đau không ạ? Thì ra là mợ út bị thương nên không đến đón Y Thần, có đúng không? Vấn đề liên tiếp nhau, muốn cô trả lời thế nào đây? Cô mỉm cười, mợ út không đau. Không sao, hôm nay Y Thần cùng mợ út đi về nhà có được không? Y Thần sung sướng gật đầu. Dạ, Y Thần nhớ mợ út. Tốt rồi, vậy Y Thần đi học đi. Buổi chiều tan học, mợ út trở lại đón con. Hạ Vãn Lộ tạm thời bỏ qua ý định nói cho Y Thần chân tướng sự thật. Dù sao nơi này không phải là nơi thích hợp, lúc này không phải thời cơ thích hợp. Sau này hãy nói đi, phải suy nghĩ cặn kẽ. Có cần phải nói hay không, hay là phải làm như thế nào nói trắng ra. Có lẽ chờ Thần An về, cô anh bàn bạc một chút. Y Thần quay trở lại học. Hạ Vãn Lộ đứng lại nhìn một lát cùng Thư Khai rời khỏi nhà trẻ. Cô không đi chỗ nào xa, chỉ ở gần nhà trẻ, tìm nhà hàng nho nhỏ ấm áp. Hai chị em chậm rãi ăn cơm trưa. Hạ Vãn Lộ nhân tiện nói chuyện của Y Thần cho em trai nghe. Cuối cùng không quên dặn dò em trai mình. Trước đừng nói chuyện này với mẹ, tới bây giờ chị chưa hết giận. Chuyện như vậy mà nói ra, mẹ còn ghét chị, với ghét người nhà họ Tả hơn nữa. Thư Khai nghe xong, mấy phút sau chưa hồi phục lại được, cuối cùng vất vả lắm. Phản ứng đầu tiên chính là đầy bụng tức giận. Bọn họ vốn đáng hận, chuyện như vậy mà cũng làm được ư? Em tưởng rằng là tuồng kịch cung đấu đấy. Người lại lúc này, Hạ Vãn Lộ cực kỳ bình tĩnh, khẽ trầm ngâm. Lúc đầu khi chị nghe chuyện này cũng rất chấn kinh, kích động, rất đau lòng. Nhưng bây giờ chị nhìn thấy gương mặt tươi cười của Y Thần, như nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp, xua tan khí lạnh mùa đông. Giống như tất cả đều có thể bốc hơi dưới ánh mặt trời. Chị không biết em có hiểu tâm tình chị lúc này hay không. Cái này giống như chết được sống lại vậy đấy. Dù sao em ghét cái bà mẹ nhà đấy, tính tình anh dễ tốt vậy, tại sao có thể có bà mẹ vậy chứ? Thư Khải oán giận lầm bầm. Thôi, không nói chuyện này nữa, nhóc con à, em làm cậu rồi đấy. Cô cười cười nói đùa với Thư Khai. Thư Khai nghe vậy cười một tiếng, sờ sờ tóc. Ừ nhỉ, đúng là chưa chuẩn bị gì về chuyện này. Anh dễ biết không ạ, chừng nào về? Ừ, sẽ nhanh chóng về thôi. Nhớ đến anh vô cùng lo lắng, vừa gọi điện thoại vừa chạy đến sân bay, cho lòng càng sung mãn chờ đợi. Cả nhà bọn họ cuối cùng được đoàn tụ rồi. Chỉ là chuyến bay này khá dài đi, thật hy vọng thời gian qua nhanh nhanh một chút. Hai chị em dây dưa cả kê trong nhà hàng. Ông chủ rất dễ chịu, cũng không có đuổi bọn họ đi.
Vì vậy qua hết buổi chiều, đến giờ tan học của nhà trẻ, Hạ Vãn Lộ đến sớm một chút, đến trước cổng nhà trẻ đứng đợi. Y Thần Hạo nhìn tay trong tay dắt nhau ra ngoài, khuôn mặt Hạ Vãn Lộ cười như nở hoa, giang hai cánh tay đi đến. Y Thần Hạo nhiên đến chỗ út này. Nhìn thấy Hạ Vãn Lộ, Y Thần luôn luôn kích động hơn so với Hạo nhiên, bé vùng tay khỏi Hạo nhiên vội vàng chạy tới, quả cầu nhỏ trên mũ nhảy lên nhảy xuống cực kỳ đáng yêu. Nhưng bé chưa chạy tới được lòng Hạ Vãn Lộ, nghe thấy bên cạnh đưa tới giọng nói. Ý bảo à, Hạo nhiên, bạn đội đến đón các con. Là Tiêu Hàn. Nụ cười Hạ Vãn Lộ thoáng chốc cứng lại. Y Thần nào biết sự phức tạp giữa những người lớn với nhau, dừng lại chạy đến chỗ bà nội, lôi kéo tay bà nội làm lũng. Bà nội, hôm nay y bảo muốn theo về nhà mợ út. Tiêu Hàn ngồi xuống cười thân thiết. À, y bảo quên rồi ư? Ngày hôm qua chúng ta nói với nhau, cùng anh Hạo Nhiên về nhà bà nội ăn cơm, ba mẹ cũng tới đấy. Nhưng Y Thần nhìn sang Hạ Vãn Lộ, nhưng y bảo đã lâu không gặp mợ út mà. Tiêu Hàn nói, y bảo à, con xem chân mợ út đi, bị thương còn chưa khỏe, y bảo đi theo tăng thêm gánh nặng cho mợ út, chăm sóc y bảo sẽ làm đau chân mợ út. Trên mặt Y Thần lộ ra vẻ không đành lòng, nhìn Hạ Vãn Lộ để lưu luyến. Cho nên y bảo chờ chân mợ út lành rồi đến nhà mợ út thế nào chứ, đến lúc đó cậu út con trở về, bảo cậu út đến đón con được không? Giọng nói Tiêu Hàn êm ái như gió thổi mát. Không không không, trên con tốt mà, trả Y Thần lại cho con đi. Hạ Vãn Lộ thấy Tiêu Hàn nói vậy với Y Thần, lửa giận trong lòng càng lúc càng dâng cao ngút trời, không chút nghĩ ngợi dùng từ lại. Trước tình thế như vậy, Tiêu Hàn nhạy cảm mãnh liệt, ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng nổi lên lòng nghi ngờ, nhìn dịu dàng như cũ ôm Y Thần. Y bảo con tự nói xem là theo bà nội về hay theo mợ út về, mợ út nhớ con nhưng chân mợ út. Cô vươn tay với Y Thần. Y Thần à, chân mợ út không sao đâu, ngoan theo mợ út về đi con. Y Thần nhướng mày suy nghĩ, phong phạm giống người lớn nói với Hạ Vãn Lộ. Mợ út, y bảo vẫn nên theo bà nội về, chờ cậu út trở về, con gọi cậu út đến đón con. Mợ út ở nhà ngoan, chờ chân khỏe, có thể cùng đi chơi với y bảo. Y bảo à? Hạ Vãn Lộ kích động muốn khóc. Cô rất muốn ngay cho lúc này nói với Y Thần mẹ là mẹ con, nhưng há miệng không nói nên lời được. Gửi lại thư khai không kiên nhẫn nổi, muốn xông lên giành cháu, bị Hạ Vãn Lộ gắt gao níu lại. Thôi thôi, nhịn một chút, kích động chỉ hỏng việc thôi. Thần An sẽ nhanh trở về. Chờ Thần An trở về hãng nói. Nghĩ một chút làm thế nào để Y Thần có thể bị ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Chờ mang những Y Thần Tiêu Hàn lên xe, thư khai tức giận. Chị, tại sao để cái lão yêu bà đó mang Y Thần đi? Cho lòng Hạ Vãn Lộ không phải không khó chịu, nhưng cố gắng làm mình bình tĩnh. Thư khai à, không nên tranh cướp trẻ con, đối với Y Thần không tốt. Bây giờ chị em cũng rất kích động, sau khi chuyện đã rồi chỉ làm người ta hối hận. Hơn nữa Y Thần vốn cũng là con cháu họ Tả, bọn họ cũng sẽ không bạc đãi nó, chỉ là gặp nhau chậm chút thôi. Cho lòng cô cảm khái chính là thực ra Y Thần cũng thế, Tiêu Hàn cũng vậy, bao gồm cả Thần An và cô đều là người một nhà, xảy ra tình cảnh thế này. Vừa nghĩ vậy cho lòng bình tĩnh lại. Y Thần là đứa con của cô, đây là sự thực không thể chối cãi, ai cũng không thể thay đổi. Chiều nay đột nhiên cô ngủ ngon giấc, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp chuyện bắt cóc. Hôm sau Thư Kha phải đến công ty, cô một mình ở nhà, có cây nạng trợ giúp đi đi lại lại, không chịu ảnh hưởng quá lớn. Lúc Thư Khai đi cũng là lúc làm cơm trưa, mà cô không đói bụng, chỉ đến buổi chiều không có việc gì làm, cho nên cô nằm trên ghế sofa ngủ tiếp. Hơn nữa bắt đầu nằm mơ, hình ảnh trong mơ tất cả là dáng vẻ sôi nổi hoạt bát của Y Thần, lúc chạy qua cầu nho nhỏ trên đầu nhảy lên nhảy xuống gọi tiếng mẹ mẹ. Vì vậy cô ở trong lòng cười ra tiếng. Khóa cửa nhẹ nhàng vặn một cái, có người đi vào. Cô đang mơ mơ màng màng ngủ, mở mắt, cái người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen không phải người mà cô vẫn ngày đêm nhớ mong à? Chương 245, trả con gái lại cho con. Nỗi nhớ mong làm cô bật dậy, bổ nhào vào trong lòng Tả Thần An. Thần An! Nhưng chỉ chạy có một bước, suýt chút nữa ngã xuống, dường như cô quên mất chân của mình. Tả Thần An bước bước dài, nhanh tay kéo cô lại, sau mặt anh xanh mét, lời nói sắc bén. Chân của em làm sao thế này? Em... Hạ Vãn Lộ bị bộ dạng hù dọa của anh làm cho giật mình. Mặc dù sớm biết tính khí đại thiếu gia không được tốt của anh, nhìn chưa từng thấy bộ mặt này của anh, từ nhất thời lắp bắp luống cuống. Anh xách cô, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói cho anh rõ đi. Anh ném cô trở lại ghế salon. Nhìn giống như là mưa rền gió dữ, Hạ Vãn Lộ cho là mình sẽ bị tan thành hai mảnh.
nhưng khi rơi xuống ghế salon rất nhẹ nhàng, rốt cuộc vẫn thương tiếc. Trong lòng bị ngọt ngào lấp đầy, thuận tay ôm cổ anh. Anh cũng thuận tay kéo cô vào trong ngực, ôm cô để ngang trên đùi mình. Mặt mày giận dỗi. Lấy lòng không được rồi, nói đi. Hạ Vãn Lộ không có chỗ để trốn, không thể làm gì khác hơn nói rõ một lượt đầu đuôi câu chuyện. Nói xong quan sát sắc mặt anh, hình như càng thêm u ám hơn. Thần An à, em đã khỏe lắm rồi. Hơn nữa em cũng đã bị thương, anh còn hung dữ với em à? Cô tiếp tục lấy lòng, dùng ngón tay chọc chọc ngực anh, chọc rồi lại chọc, hy vọng hóa giải sự phẫn nộ của anh. Thế nhưng anh một phát bắt được ngón tay cô, chân mày vì tức giận càng nhướng lên cao. Hung dữ với em á? Anh đâu chỉ muốn hung dữ với em, anh muốn đánh em đấy. Hơn tận 10 ngày, là ai trong hơn 10 ngày này vẫn nói với anh là rất tốt? Chuyện lớn như vậy mà gạt anh? Em cũng chỉ là sợ anh lo lắng, với lại em thực sự khỏe mà. Cô chủ động áp lên ngực anh, chân cọ cọ. Thần An, bây giờ chân em không quan trọng, quan trọng là y thần, là y thần đấy. Nhắc tới y thần, sắc mặt anh dần dần buông lỏng, nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện tới y thần đâu. Y thần đâu rồi? Bị mẹ anh đón về rồi, đã sớm đón về rồi. Chân mẹ anh nhíu lại. Sao em không nói cho anh biết, chuyện xảy ra khi nào vậy? Cô nhớ lại một chút. Hơn 10 ngày trước thôi, trước khi chân em bị thương. Cánh tay tả Thần An cứng đờ, ngọn lửa trong mắt dần dần bốc lên. Sau đó thả Hạ Vãn Lộ trở lại ghế salon dặn dò. Chờ anh ở nhà nhé, anh nhanh chóng quay về. Cô vội hỏi, anh đi đâu? Nhưng trả lời cô là tiếng phanh đóng cửa. Vân Hồ, Tiêu Hàn, Tả Tư Tuyền đang chuẩn bị ăn cơm tối. Y thần đâu rồi? Tả Tư Tuyền ngồi vào bàn ăn, không thấy con nhóc hiếu động nên hỏi bà. Tiêu Hàn chỉ phòng ngủ đang đóng. Nó ngủ rồi, cô giáo nói nó buổi trưa không được ngủ ngon, bởi vậy lúc đó nó về liền ở trên xe ngủ luôn. Tả Tư Tuyền bật cười. Con nhóc này có lúc nào chịu ngủ trưa đàng hoàng đâu chứ. Cô giáo cũng không phải tố cáo ngày một ngày hai, mình không ngủ còn náo loạn tới người khác nữa. Đúng đấy, đúng là con nhóc nghịch ngợm. Cùng thần, bà suy chút nữa nói ra, giống như Thần An lúc nhỏ cũng vậy. Kịp thời dừng lại, bà nói, chúng ta ăn cơm trước đi, để phần thức ăn cho nó rồi. Hai vợ chồng đang chuẩn bị động đũa, lại nghe thấy khóa cửa vang lên tiếng vặn mở cửa, có người vào nhà. Tiêu Hàn vội vàng ra khỏi phòng ăn, nhìn phía cửa chính, mà mày vui vẻ. Thần An, con về rồi đấy à? Nhanh nhanh nhanh, thêm bát đũa nào, vừa đúng lúc ăn cơm. Tư Tuyền à, Thần An về rồi. Đây đúng là mặt trời mọc hướng Tây, đột nhiên con trai chủ động về nhà. Chỉ là qua vài giây sau, bà phát hiện mặt mày con trai xanh mét, giọng nói lạnh lùng như băng, theo đó mà đến. Y thần đâu? Y thần ngủ rồi, con được lớn tiếng đánh thức nó dậy đấy. Trong lòng Tiêu Hàn không hiểu sao có chút hoảng hốt. Còn tới là hai việc. Thứ nhất, trả con gái lại cho con. Tả Thần An nhìn chằm chằm mẹ mình, nhìn như một người xa lạ. À không, ánh mắt nhìn người xa lạ cũng không thế này, để rõ ràng như là một kẻ thù truyền kiếp. Ánh mắt của Thần An làm lòng bà đau nhói. Lời nói của anh càng làm cho bà cực kỳ hoảng sợ, lòng run sợ thoáng nhìn phòng ăn. Nói như thế nhất định Tả Tư Tuyền đã nghe được. Bà nhỏ giọng nói nhỏ nháy mắt với con. Con đang nói gì sằng bậy gì thế hả? Tôi nói sằng bậy ư? 4 năm trước bà đã làm gì? Cho lòng bà rõ nhất. Tôi ngay cả lòng đối chất với bà không có, chỉ là đến đưa y thần đi. Anh bắt đầu gọi Tiêu Hàn là bà. Ngày trước bất kể tức giận cỡ nào, anh không quên dùng từ người. Mà Tả Tư Tuyền lúc này lặng lẽ xuất hiện, lạnh lùng nói một câu. Chậm rãi nói rõ ràng đi, cái gì 4 năm trước là sao? Nói cái gì là con gái con? Cho dù Tả Tư Tuyền quen nhìn mây gió, giờ phút này cũng bị cả kinh không ít, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Tả Thần An cười lạnh. Họ phu nhân tốt, phong vân một cõi, một tay che trời của ba đi. Tư Tuyền. Tả Tiêu Hàn ngã ngồi xuống ghế sofa, thân thể khẽ run rẩy, ánh mắt hoảng hốt nhìn chồng mình. Tả Tư Tuyền nhìn chăm chú vào con trai mình. Con nói đi. Tả Thần An cười, phẫn uất giễu cợt. Người ta dám làm mà con không dám nói à? Ba hỏi bà ấy một chút, 4 năm trước thâu lương hoán trụ ra sao? Trộm một đứa con gái lộ lộ ở bên ngoài vừa sinh ra, cứng rắn kín đáo đưa cho Thần Hy, sau đó lừa gạt hết tất cả mọi người, nói Thần Hy là sinh một đôi. Cứ gọi Thần Hy đến đối chất không? Có muốn lừa không? Con nói cái gì? Trộm cái gì? Tiểu Hàn nắm tay chồng mình giải thích. Đó sao gọi là trộm? Y thần vốn là con cháu nhà họ Tả chúng ta, Hạ Vãn Lộ không có quyền lén lút mang nó đi.
Được rồi, vậy mẹ có quyền làm tổn thương cô ấy à? Cô ấy là cô gái yếu đuối, ở Bắc Kinh không có bối cảnh, không có người thân. Tại sao mẹ độc ác làm tổn thương cô ấy? Đây chính là mục đích thứ hai con tới đây. Con muốn hỏi mẹ, mẹ cũng là một người mẹ, sao lòng mẹ ác độc như vậy? Lại tìm một người cưỡng gian cô ấy, hại cô ấy phải nhảy lầu xuống. May cô ấy không có chết. Nếu như cô ấy chết, nếu như cô ấy chết rồi. Tạ Thần An dưới cơn thịnh nộ không nói nên lời. Nếu như cô ấy chết, hôm nay con sẽ lật đổ hết. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn anh. Con nghĩ chuyện này là do mẹ làm à? Chẳng nhẽ không phải ư? Đón Y Thần đi, lập tức lộ xảy ra chuyện. Đừng nói với con đây là trùng hợp. Ánh mắt Tạ Thần An đầy ý hận nhìn mẹ mình. Để Tiêu Hàn nước mắt rơi như mưa, theo thói quen nhìn Tạ Tư Tuyền nhờ giúp đỡ. Ông xem con trai ông đi. Ông xem con trai ông dùng ánh mắt gì nhìn tôi kia kìa. Thực giống như tôi đào tổ mộ nhà họ Tạ ông không bằng. Tạ Thần An, ở trong lòng con, mẹ chính là người như vậy ư? Mẹ có chuyện gì mà làm không được chứ? Mẹ có thể một tay tạo nên thân thế Y Thần, còn cái gì mà không làm được? Mẹ có thể ép Hạ Vãn Lộ đang bị bệnh phải tự sát, mẹ có gì không làm được? Con muốn xin mẹ nói cho con biết, rốt cuộc mẹ là người thế nào? Trong lòng Tạ Thần An rất đau. Người anh đang mạnh mẽ lên án cũng là mẹ của anh. Vừa phẫn hận, như đau đớn không ít, như là tim bị đâm một nhát dao. Tư Tuyền à, tôi không có. Tiêu Hàn nhìn thấy ánh mắt trong mắt chồng mình dần dần lạnh xuống. Trên lưng thoáng qua lớp gió lạnh. Tay nắm chặt Tạ Tư Tuyền rơi nước mắt. Tư Tuyền, tôi không có, thực không có. Chỉ là ánh mắt Tạ Tư Tuyền ngày thường luôn chứa đựng bao dung của cưng chiều, lại một chút nhiệt độ không có. Có, chỉ là sự khiếp sợ cũng nghi ngờ. Tiêu Hàn suy sụp. Các người đều không tin tôi, tại sao không tin tôi? Không sai, năm đó tôi đã đổi con Lộ trở về. Nhưng cũng là do tôi không thể để bỏ con cái Thần An lưu lạc chịu khổ bên ngoài. Cuộc sống của Hạ Vãn Lộ là bữa ăn nay, lo bữa mai. Sao cô ấy có thể cho Y Thần cuộc sống tốt? Tôi không dám nói cho mọi người biết đứa trẻ là của Thần An. Tôi sợ Thần An hận tôi, sợ Thần An và Hạ Vãn Lộ cứ dây dưa không rõ. Cho nên, nhưng đây mà, đây không phải là vì cái nhìn của con đó sao? Tiểu Hàng khóc lóc kể lể với Tạ Thần An. Con nói con tổn thương, chẳng nhẽ chỉ có Lộ của con đáng thương à? Lúc con dùng giọng điệu đó nói chuyện với mẹ, lúc con hận mẹ, lúc con chất vấn mẹ, năm năm nay con khắp nơi chống đối lại mẹ, chẳng nhẽ đối với mẹ không phải là tổn thương ư? Cô ấy cơ khổ, không có chỗ nương tựa, cô ấy không bối cảnh thì không thể bị tổn hại. Mẹ cường đại, mẹ xứng đáng bị tổn thương à? Mẹ có cường đại, mẹ cũng chỉ là người mẹ. Con vĩnh viễn không hiểu được vì con mẹ bỏ ra những gì. Các người vĩnh viễn không hiểu mấy năm nay tôi có bao nhiêu thống khổ, mọi người nào ai biết chứ? Tiêu Hàn nằm sấp trên sofa khóc lớn. Tạ Thần An không đi đến an ủi bà, Tạ Tư Tuyền cũng không. Tạ Thần An đứng yên tại chỗ, ánh mắt ngoan tuyệt như vậy. Con không muốn biết. Những chuyện đó bây giờ cái gì con cũng không muốn biết. Hôm nay con chỉ muốn mang Y Thần của con đi là được. Cái nhà này con sẽ không bước vào một bước. Cuối cùng đừng trách con thức tỉnh người lần cuối. Bắt đầu từ bây giờ, con sẽ bảo hộ bên cạnh Hạ Vãn Lộ. Nếu như Lộ mất đi sợi tóc, đừng trách con trở mặt. Nói xong, anh cất bước đi về phía phòng ngủ. Nhưng vừa bước lên hai bước, cửa phòng ngủ mở ra. Thân thể nho nhỏ của Y Thần xuất hiện ở cửa, trên mặt đầy nước mắt. Lòng anh đau như cắt, đứt từng đoạn ruột vươn tay. Y Thần à, về nhà với cậu đi. Và mẹ Y Thần đùng một cái đóng cửa lại. Chương 246. Con muốn mẹ. Một tiếng vang kia nặng nề đánh vào lòng Tạ Thần An làm anh phát đau. Anh đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, đè nén lòng dạ đang muốn xôn xao như sóng thủy triều, cố làm giọng nói của mình dịu dàng. Y Bảo à, Y Bảo, mở cửa đi Y Bảo. Nhưng bất kể anh gọi thế nào, bên trong cánh cửa không hề đáp lại. Cánh cửa này, hai chân anh có thể đá văng, nhưng sợ hù dọa đến bé, hôm nay bé đã chịu đủ mọi kinh sợ. Cho đến khi Tạ Tư Tuyền mang chìa khóa tới, anh mới nhớ ra, mình thực hồ đồ. Chuyện này chính là nhà của mình, không phải anh cũng có chìa khóa à? Khóa cửa mở ra, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, mở ra một khe nhỏ. Bên trong hình như có thứ gì đấy chặn lại, anh đẩy mạnh hơn, một lực đẩy nho nhỏ, chặn nó trở lại. Anh liền biết Y Thần đang chặn ở cửa. Nhóc Y Thần ngốc nghếch này, làm sao chút sức nhỏ của bé có thể chặn được anh chứ? Chỉ là sao anh có thể dùng thêm sức nữa đây? Vì vậy, anh chỉ có thể mở hé, dùng lời nói nhẹ nhàng dụ dỗ bé.
Ý bảo à, là cậu út. Cậu là cậu út. Nhất thời anh không nói ra tiếng ba ba, thuận miệng nói cậu út. Ý bảo, mở cửa có được không? Cậu út mang quà về cho con. Ý bảo này, ngày mai cậu út dẫn con đi công viên. Ý bảo, mở cửa trước đi, cậu út lo lắng cho con. Khi anh gọi vô số lần, sau cánh cửa truyền tới giọng nói y thần, mang theo tiếng khóc nức nở. Rốt cuộc cậu là cậu út hay là ba ba? Bé khó khăn nói ra tiếng ba ba. Tả Tấn An sững sờ, trong lòng đau đớn khôn cùng. Y bảo à, cậu là ba ba, là ba ba. Mà bên trong cửa, sau khi y thần nghe được, đột nhiên khóc lớn một trận. Không, cậu là cậu út, là cậu út. Y thần ở phòng lớn thét lên. Tiếng khóc kia, tiếng la kia chấn động làm lòng anh tan vỡ. Được rồi, cậu là cậu út, cậu là... Chỉ cần bé muốn, bất kể muốn anh sắm vai gì cũng được. Không phải, con chán ghét cậu, chán ghét cậu. Cậu đi đi. Giọng nói kêu gào thảm thiết của y thần truyền lại. Anh không thể phản bác được, chỉ đau đến trong lòng run rẩy. Tay đẩy cửa có chút lơi lỏng. Chỉ là cái buông lỏng này, sức lực bên trong cửa liền tăng lên. Cửa bị đóng lại lần nữa. Tiếng khóc của y thần bên trong cánh cửa cũng bị lắng xuống. Anh đứng ngoài cửa cảm thấy vô lực. Anh có thể không cần tốn nhiều hơi sức để hóa giải rất nhiều những vấn đề khó khăn. Anh có thể coi thường tất cả những người và sự việc mà anh không thích. Lại duy nhất trước mặt nhóc con này nghĩ mãi không ra. Mọi người ở đây náo loạn cái gì, giày vò đứa bé, tại sao nông nỗi như vậy? Rốt cuộc Tả Tư Tuyền nổi giận, nhìn vợ mình, nhìn con mình. Trận này nháo ra một màn như vậy, người vô tội nhất chỉ là y thần. Tả Tư Tuyền ít khi nào nổi giận trước mặt Tiêu Hàn, nhưng một khi tức giận, bà lại không dám nói tiếng nào, chỉ yên lặng ở đó rơi nước mắt. Sớm, bà không còn là Tiêu Hàn ngày nào thường thao túng tất cả nữa. Tả Tư Tuyền tới trước mặt con trai. Con về trước đi, đứng ở chỗ này. Y thần cũng không mở cửa ra đâu, chuyện này phải từ từ tiến hành. Tả Tấn An nghe thấy, nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Được, con cứ đứng đó, coi con đứng tới khi nào. Tả Tư Tuyền cũng thấy khó giải quyết. Y thần không phải là dự án, không phải là kế hoạch, cũng không phải cuộc đàm phán, mà là một quả cầu thủy tinh dễ vỡ. Ông là kẻ mạnh, vì gan bạo, vì tiền. Chìm nổi trong thương trường ai cũng gặp qua, ai cũng có thể nắm bắt. Lại không biết phải làm sao với quả cầu thủy tinh nho nhỏ này. E sợ hơi chút sơ ý sẽ làm vỡ nó. Màn đêm buông xuống, trong phòng ngủ chưa mở đèn, chỉ có chút ánh sáng mượn từ cửa sổ, làm đôi mắt đẫm nước mắt của y thần càng thêm sáng trong. Ông ngoại và bà ngoại, cậu út nói chuyện. Có nhiều chuyện bé nghe không hiểu. Duy nhất bé nghe hiểu, cậu út thực ra là ba của bé, mà mợ út là mẹ. Tại sao lại như vậy, bé càng không hiểu. Là vì y thần không làm cho bọn họ thích à? Cho nên mới không cần bé, giống như ba không ưa thích bé vậy. Lúc này, người bé nghĩ là Tống Sở. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, ngay thẳng. Lúc nghĩ không ra liền sử dụng ý nghĩ của mình để giải thích chính mình. Vì vậy sau đó bé thực nghĩ rằng Tả Thần An Hạ Vãn Lộ không thích bé mới không cần bé. Nhưng sau đó tại sao lại đưa bé từ chỗ mẹ về nơi này chứ? Bé nhớ tới cậu út nói qua, bởi vì mợ út không thể sinh con được nữa. Bởi vì không thể sinh con được cho nên mới muốn bé. Nếu vậy mợ út còn có thể sinh con, chắc không cần đến bé nữa. Cái ý nghĩ làm lòng bé đau đớn, cho đôi mắt to càng thêm nhiều nước mắt. Vậy mẹ thì sao chứ? Lúc trước đối tốt với bé, tại sao muốn trả bé cho cậu út? Có phải mẹ không còn thương, không còn muốn bé nữa? Mẹ có hai cục cưng, coi như không có bé vẫn còn có Hạo Nhiên, cho nên không có bé chẳng sao, có đúng không? Bé đau khổ dưới nước mắt. Mẹ thương bé nhất cũng không muốn bé nữa à? Có thật không chứ? Nhưng bây giờ bé rất muốn mẹ, rất muốn hỏi mẹ một chút, mẹ còn thích Y Bảo nữa không? Nếu như mẹ không còn thương bé, vậy bé phải làm sao bây giờ? Nhìn chằm chằm điện thoại trên tủ đầu giường, bé có mong muốn mãnh liệt, đó chính là gọi điện thoại cho mẹ, hỏi mẹ một chút, có còn thích Y Bảo nữa không? Vậy nhưng bé cũng rất sợ. Đây không phải là mẹ của bé, vẫn còn để ý đến Y Bảo à? Nếu như không thèm để ý đến, bé sẽ càng thương tâm. Đầu óc nho nhỏ của bé tranh đấu rất lâu, cuối cùng rốt cuộc đi tới cầm điện thoại. Số điện thoại của mẹ bé sớm nhớ rõ, sau mấy tiếng vang lên truyền tới giọng nói quen thuộc của mẹ. Bé thật muốn nói, muốn kêu lên tiếng mẹ, tuy nhiên không nói được, chỉ khóc. Bắt đầu vẫn chỉ là im lặng rơi nước mắt, rốt cuộc càng về sau càng khóc thút thít ra tiếng.
Thần Y alo vài tiếng, đang ngờ vực là ai gọi tới từ Vân Hồ chứ. Dù điện thoại bàn gọi cho cô lại nửa ngày không lên tiếng. Kết quả thế nhưng nghe tiếng khóc Y Thần không khỏi cả kinh. Sao thế Y Bảo, xảy ra chuyện gì vậy? Y Thần chỉ khóc, hơn nữa vì Thần Y đáp lại mà càng khóc to hơn. Thần Y ở nơi khác vội vàng hỏi, Y Bảo à, cục cưng, xảy ra chuyện gì thế? Nói cho mẹ nghe đi. Y Thần vừa nghe Thần Hy xưng là mẹ, nhất thời cả uất ức bộc phát ra. Thì ra mẹ vẫn còn là mẹ à? Thì ra bé vẫn là cục cưng của mẹ. Nhất thời lớn giọng hét lên, mẹ mẹ, Y Bảo muốn mẹ, Y Bảo muốn mẹ. Thần Hy không biết xảy ra chuyện gì, nghe Y Thần khóc lóc như vậy, lòng rối loạn. Mặc dù không phải con ruột của mình, nhưng cũng là đứa trẻ mình yêu thương cưng chiều nhiều năm, còn thân thiết hơn so với con ruột. Cô lập tức nói, Y Bảo à, ông bà ngoại đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Kêu ông bà ngoại nghe điện thoại đi. Không muốn, Y Bảo không muốn, không cần ông bà ngoại, Y Bảo muốn mẹ. Bên kia điện thoại, Y Thần kêu gào loạn xạ. Thần Hy bị sự khác lạ của bé làm lòng như là loạn như ma. Được 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 được, Y Bảo đừng khóc, mẹ lập tức tới, lập tức. Không dám cúp điện thoại, vừa tiếp tục trò chuyện với Y Thần, vừa đi ra cửa lái xe. Bên này Tạ Tần An và Tạ Tư Tuyền nghe tiếng khóc kinh thiên động địa bên trong cũng làm cho sợ hãi, lập tức dùng chìa khóa mở cửa. Kết quả thấy bộ dạng cầm cái điện thoại vừa khóc vừa kêu gào của Y Thần, hai người im lặng không lên tiếng, đau lòng không thôi. Thật là tạo nghiệp mà. Đôi mắt Tạ Tư Tuyền tối tăm, đối với người phụ nữ ông cả đời nuông chiều yêu thương cảm thấy không thể nào giải thích nổi. Mẹ, mẹ đang tới sao? Y Thần đang khóc với cái điện thoại, giống như sợ cái hy vọng duy nhất biến mất. Thần Hy vừa lái xe vừa trả lời, đang tới đây, mẹ đang lái xe, lập tức đến ngay. Được rồi, Y Bảo chờ mẹ. Cuối cùng Y Thần yên tâm cúp điện thoại xuống. Quay đầu lại thấy ông ngoại và cậu út đứng ở trong phòng, đèn không biết mở lên từ lúc nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, đứng tại chỗ khóc nức nở. Trên mặt nước mắt tèm lem không biết khóc bao lâu. Lòng Tạ Thần An như vỡ vụn ngồi xổm xuống, duỗi tay bé. Y Bảo à, đến đây với ba đi, ba thương con mà. Dù sao chuyện này cũng sớm vỡ lở ra, sớm muộn cũng phải đối mặt. Bây giờ là thời điểm Y Thần bất lực nhất, không bằng hiện tại làm cho bé cảm thấy sự ấm áp của ba. Nhưng Y Thần vẫn chỉ đứng không nhúc nhích, thậm chí không nhìn lấy anh một cái. Tạ Thần An chán nản thu tay lại, ngồi cạnh, đưa mắt nhìn chăm chú gương mặt đầy nước mắt của Y Thần. Trên điện thoại di động của Tạ Tư Tuệ vang lên, ông lấy ra nhìn xem, là Thần Hy. Alo Thần Hy à, con đang ở đâu đấy? Con đang trên đường đây. Cha, giúp cô Y Thần làm sao thế? Sao khóc thành như vậy? Gọi điện thoại cho mẹ nhưng mẹ không bắt máy. Tạ Tư Tuyền thở dài, chưa con tới đây rồi hãng nói. Cuộc điện thoại gọi xong, cho phòng cũng chỉ về yên tĩnh. Chỉ có Y Thần thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng khóc thút thít, mãi cho đến khi Thần Hy đến. Chương 247, đêm thất tịch, gia đình vui vẻ. Y Bảo à? Thần Hy vào phòng ngủ, liếc mắt nhìn thấy Y Thần đứng ở bên giường, nước mắt đầy mặt. Trong khoảnh khắc đó, lòng cô đau đớn theo. Y Bảo chưa bị tiêm khi ngã bệnh, tới bây giờ không có tự nhiên khóc như vậy. Bé luôn luôn là tiểu thiên sứ vui vẻ nhất nhà, chuyện gì có thể khiến bé thương tâm như vậy chứ? Y Bảo à, tới mẹ ôm, xảy ra chuyện gì nói cho mẹ biết đi. Cô bỏ túi sách, ôm Thần Hy trong ngực, hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của Y Thần. Trước đó trong điện thoại, khóc lớn hô to Y Thần muốn mẹ, ngược lại vào lúc này không có phản ứng gì. Không biết tại sao trong đầu bé, một cái ý nghĩ chợt lướt qua, người này không còn là mẹ của bé nữa. Vì vậy bé sinh ra một chút ngăn cách đối với Thần Hy. Bé vốn dự tính, nhào vào trong ngực Thần Hy kích động gọi mẹ, nhìn trong nháy mắt không có. Thần Hy thấy Y Thần trầm mặc không nói, cho lòng càng thêm khó chịu, nên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lau nước mắt cho bé, lại cùng bé đụng chạm chóp mũi. Y Bảo à, nói cho mẹ, cuối cùng con làm sao? Ai bắt nạt bà bố nhà chúng ta? Cái miệng nhỏ nhắn của Y Thần chu chu lên, một bộ dáng giống như muốn khóc, cũng không giống lúc trước, giống như là cục bông nhỏ cọ cọ trong ngực cô. Ánh mắt Thần Hy rơi vào người Tạ Thần An, mơ hồ đoán xảy ra chuyện gì, dùng khẩu hình. Y Thần biết rồi à? Tạ Thần An, Tạ Tư Tuyền đồng thời gật đầu một cái. Cô không khỏi thở dài, đứa bé nhạy cảm này. Không khỏi ôm Y Thần chặt hơn, kéo cái đầu nhỏ của bé ôm trong lồng ngực mình. Ôm Y Thần như lúc mới sinh, nhẹ nhàng mà đong đưa. Được rồi, Y Bảo à, không nên khó chịu, có mẹ đây. Trước kia không phải Y Bảo đã nói, Y Bảo là bảo bối của mẹ, mẹ cũng là bảo bối của Y Bảo. Y Bảo có bí mật nhỏ, cũng sẽ nói cho mẹ. Vậy bây giờ Y Bảo không cần mẹ bảo bối nữa à?
mẹ khó chịu đấy. Thần Hy vừa nói vậy, Y Thần khóc òa lên, ôm cổ Thần Hy khóc không thành tiếng. Mẹ, mẹ, Y bảo con là bảo bối của mẹ chứ. Rõ ràng mẹ đã không còn là mẹ bé nữa. Nghe lời nói ngây thơ của Y Thần, trong lòng Thần Hy đau xót, ôm đầu Y Thần mà khóc. Đứa nhỏ ngốc này đương nhiên là phải chứ. Y bảo vĩnh viễn là bảo bối của mẹ, mẹ vĩnh viễn là bảo bối của Y bảo mà. Giống như tìm được cảm giác được mẹ sủng ái, Y Thần ôm cổ Thần Hy thực chặt, không bao giờ buông tay. Y bảo muốn mẹ, mẹ mang Y bảo đi đi, Y bảo không muốn ở chỗ này. Y Thần không có nghe hiểu những khúc mắc của người lớn, chỉ là trực giác không thích nơi này. Y nhanh hiện tại không muốn cùng ông bà ngoại ở chung một chỗ. Được rồi, mẹ mang Y bảo về nhà, chúng ta đi. Cô vừa nói xong lại sừng sốt, mang Y bảo về nhà. Trở về đâu đây? Trở về nhà họ Tống à? Cho lòng bất giác thở dài. Nhưng bất luận thế nào, hôm nay trước tiên nên thỏa mãn nguyện vọng của tiểu bảo bối. Lúc này rời đi rồi lại nói. Cô ôm Y Thần đứng dậy, nói với Thần An và cha. Con vẫn là mang con bé đi thôi, công việc phải từ từ làm. Tả Thần An nhìn Y Thần, ngày thường thân thiết với mình, lúc này lại đáng thương nằm ở trên vai Thần Hy. Cho lòng anh giống như bị đau cắt. Vậy mà anh trừ bất đắc dĩ không thể làm cái gì khác. Y Thần vừa nói ghét anh, muốn anh tránh ra. Thần Hy nhìn cha một cái, cha không nói gì, coi như ngầm cho phép, vì vậy ôm Y Thần rời đi. Từ phòng khách, Tiêu Hoàn ngồi thẳng, mắt thấy Thần Hy ôm Y Thần ra ngoài, đuổi theo bóng lưng của cô hỏi một câu, có mang Y Thần đi đâu? Thần Hy xoay người, chưa kịp mở miệng, từ phòng ngủ truyền ra tiếng nói của Tạ Tư Tuyền. Bà có muốn tiếp tục quán cái gì đây? Tiêu Hoàn vừa nghe không dám nói nữa, nước mắt lần nữa chảy xuống. Mẹ à, con mang Y Thần ra ngoài ở mấy ngày? Thần Hy nói xong đi ra cửa. Cô chân trước vừa đi ra ngoài, Tạ Thần An chân sau từ phòng khách đi về phía cửa chính. Cho lòng Tiêu Hàn biết con trai nhất định hận mình, cho lòng khó chịu mà lại không cam chịu, không nhịn được gọi con trai. Thần An. Bước chân Tạ Thần An dừng một chút, không quay người lại, chỉ lạnh lùng nói một câu. Cái nhà này, ai còn có thể ngốc nghếch lưu lại nữa? Sau đó, dùng tiếng đóng cửa rung trời đáp lại lời của mẹ. Nước mắt Tiêu Hàn giàn giụa nhìn phía Tả Tư Tuyền, chồng của bà. Nhìn Tả Tư Tuyền chỉ nhìn bà một cái, đi tới thư phòng. Tư Tuyền, tôi thực sự... Tiêu Hàn không cam lòng đuổi theo bóng lưng ông. Một câu nói chưa hết, Tả Tư Tuyền đã vào thư phòng, hơn nữa đóng cửa thư phòng lại. Lại là tiếng đóng cửa. Tối nay bà hận nhất là tiếng đóng cửa. Y Thần đóng cửa, Thần An đóng cửa. Ngay cả người chồng thương yêu bà nhất cũng cho bà tiếng đóng cửa vang dội. Bà đứng trong căn phòng trống trải, nước mắt như vỡ đê liên tục rơi xuống. Trên bàn ăn, cơm tối phong phú chỉ có dấu hiệu động vào, đã lạnh lẽo. Giờ đi Vân Hồ, Thần Hy mang theo Y Thần cũng không biết nên đi đâu. Cô nói muốn mang Y Thần về nhà, nhìn đâu mới là ngôi nhà thuộc về cô và Y Thần. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, hỏi Y Thần. Y bảo này, chúng ta về nhà ông nội Thái có được không? Nghe nói mấy ngày nay trong đại viện có tuyết rơi. Chúng ta có thể ở trong đại viện cho ném tuyết, còn có thể cùng em trai em gái trong đại viện nặn người tuyết, còn có anh Tiểu Bàn như thế nào? Y Thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thần Hy đi về phía cổng đại viện. Trên đường cô đang suy tư phải làm thế nào để nói rõ ràng chuyện này cho Y Thần, như thế nào mới để Y Thần đối mặt sự thật. Y bảo này, mẹ có thể thương lượng với con một chuyện không? Thần Hy thử cùng Y Thần khai thông. Y Thần thích người khác xem bé như người lớn đối đãi, hơn nữa bé thích cùng người trong nhà thương lượng mọi chuyện. Y Thần không có trả lời, một đôi mắt to có chút cảnh giác nhìn cô. Cô không khỏi có chút khẩn trương, tay cầm tay nhỏ bé của Y Thần không khỏi nắm chặt. Y bảo, thực ra cậu Út với mợ Út... Không cần, Y bảo không muốn nghe. Vừa nghe tên hai người, Y Thần liền kháng cự kêu to. Thần Y không thể làm gì khác hơn ngừng nói. Được rồi, không cần nóng nảy, từ từ thôi. Tả Thần An cũng mở cửa xe ra, trên đường lái xe về, cho lòng không cách nào bình tĩnh. Chuyện xảy ra tối nay cứ từng chuyện ở trong đầu anh không ngừng tái hiện. Y Thần khóc thút thít, mẹ không ngừng giải thích, nước mắt Thần Hy giống như là ma quỷ không cách nào xua đi được. Không ngừng trong đầu anh luôn phiên tái hiện, ngay cả từng lời nói không quên một chữ, từng câu tái diễn. Hơn nữa Y Thần khóc lóc, làm cho anh đau lòng không thôi. Cậu Út không những là cậu Út mà còn là ba. Không, cậu Út không phải ba, cậu Út là cậu Út. Mẹ, Y bảo muốn mẹ, còn chán ghét cậu Út tránh ra. Anh đạp thắng xe dừng ven đường, một quyền đánh lên còi xe, xe phát ra tiếng ré dài. Không khỏi nghĩ tới câu nói đó là lòng anh càng đau đớn hơn. Mẹ, bởi vì quan tâm, bởi vì kính yêu, cho nên thương thế này.
mới đau đớn như vậy. Từng hình ảnh trong đầu anh không ngừng chồng chéo lên nhau xuất hiện. Từ nhỏ mẹ dắt tay anh đi qua vô số con đường. Lúc anh ngã bệnh, mẹ trắng đêm canh giữ trước giường anh. Anh không chịu ăn gì, lúc đó mẹ chạy đôn chạy đáo, tìm sách dạy nấu ăn, đổi những bữa ăn đa dạng phong phú, cung cấp dinh dưỡng cho anh. Lần đầu tiên anh đeo lên khăn quàng đỏ, mẹ kiêu ngạo nở nụ cười. Anh học piano, lần đầu tiên ở trước mặt người khác đánh đàn, chính là vào ngày sinh nhật mẹ. Anh nhớ mẹ hạnh phúc đến nỗi thiếu chút nữa đã khóc. Những mảnh trí nhớ tôi đè về mẹ kia, thực sự là mẹ của ngày hôm nay à? Tim của anh nứt ra một khe hở, máu tươi theo khe hở đó trào ra. Ở trong lòng con, mẹ chính là người như vậy sao? Có chất vấn, mẹ không đau lòng à? Tư tuyển tôi không có, thực sự không có. Những lời này của mẹ lần nữa vang lên tai anh, đột nhiên anh giật mình, giống như sáng tỏ thông suốt. Vội vàng ở xung quanh sợ điện thoại, sau khi tìm thấy, nhấn một số điện thoại. Alo, là tôi, tra cho tôi một chuyện. Cảnh sát đã tra xét hơn 10 ngày, còn chưa kết quả. Các người đi tìm đi, hiệu suất có lẽ nhanh hơn một chút. Trong lòng tôi có chút manh mối, cần các người chứng thực, càng nhanh càng tốt. Vừa nói xong điện thoại di động của anh vang lên, người gọi là Khả Tâm. Anh do dự một chút, tận lực để mình bình tĩnh. Alo, Khả Tâm. Thần An, anh ở đâu đấy? Anh về nước rồi, anh ở Bắc Kinh. Anh đi gấp, chưa nói cho Khả Tâm. Trong nháy mắt, bên kia không có âm thanh. Khả Tâm. Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng. Em ở đây. Cuối cùng có hồi âm, giọng nói có chút run rẩy. Anh có thể quay lại đây à? Anh hơi trầm mặc. Khả Tâm. Thần An đừng nói. Diệp Khả Tâm giật mình, dường như cắt đứt lời anh. Thần An, Bắc Kinh là buổi tối à? Ừ, đúng vậy. Bầu trời bao la của Bắc Kinh có sao không ạ? Anh nhìn cửa sổ bên ngoài, mây dày lắm, không thấy được. Thần An, bên này là buổi sáng rồi đấy. Giọng nói cô sâu kín. Thần An, hôm nay em vào phòng phẫu thuật. Xin lỗi anh nhớ, như là anh... Đúng, hôm nay Khả Tâm vào phòng phẫu thuật. Nhưng vào lúc không thể cầu toàn mọi chuyện, anh lựa chọn trở lại bên cạnh vợ con. Thần An, phẫu thuật có thể thành công à? Có thể chứ, nhất định có thể. Bác sĩ nói tỷ lệ thành công rất lớn. Thần An, khi tỉnh lại, người đầu tiên em thấy sẽ là anh à? Chương 248, mẹ. Anh nhìn đèn đường lưu huỳnh ngoài cửa sổ, anh nấy lại kiên định. Khả Tâm à, thật sự xin lỗi, em bên này có chuyện cần xử lý, không thể qua lại được. Bỗng nhiên điện thoại bị cắt đứt. Âm thanh tút 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 truyền đến, đánh vào màng nhĩ của anh. Anh ngồi trong xe một lát, nhớ tới người con gái ở nhà, chợt rất muốn nghe giọng nói của cô. Rõ ràng rất nhanh sẽ đến nhà rồi, nhưng nhịn không được gọi điện thoại về. Điện thoại vừa kết nối, truyền đến giọng nói cô, hình như đang chạy nhanh tới nghe, mang theo hơi thở không ổn định. Nhớ tới chân cô bị thương, nhất định là vừa nhảy nhanh tới nghe điện thoại. Cái con heo nhỏ này chứ. Đồng thời cảm thấy hối hận, biết rõ cô là heo, biết rõ cô bị thương, lại còn gấp gáp gọi điện thoại như vậy làm gì chứ. Cô lo lắng hỏi đống vấn đề. Làm sao vậy? Anh đi đâu đấy? Xảy ra chuyện gì thế? Anh càng thêm hối hận. Cứ bỏ cô ở nhà như vậy, cái gì cũng không nói đã chạy đi. Không biết cô ở nhà lo lắng bao nhiêu. Không có việc gì đâu, anh sắp về rồi, nhanh lắm. Tâm trạng anh dần dần bình phục, khởi động xe, lái xe về nhà rồi chạy đi. Cô luôn luôn có cách xoa dịu tính tình ngang ngược cùng bốc đồng của anh. Nhìn nắng xuân ấm áp, cho dù anh đi đâu, cho dù anh gặp gỡ ai, chỉ cần nhớ tới cô liền có thể an lòng. Người phụ nữ này là người anh muốn chăm sóc cả đời. À không, phải nói là cô là người chăm sóc anh cả đời mới đúng. Trước khi cô hỏi ra nghi vấn của mình, anh đã đoạt nói trước. Heo con này, bỗng nhiên anh nhớ em, chờ anh về nhé. Trong đêm đông chạy xe, nơi này đèn đuốc rực rỡ. Anh biết về trước phải có một ngọn đèn thuộc về anh, cho lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Về nhà không có gì là không vượt qua được. Đại viện, Y Thần ngồi bên cạnh bàn, đã sớm không tập trung. Tạ Tiểu Bàn chạy vào, lôi kéo bím tóc nhỏ của bé. Y Thần, đi qua bên kia ăn bánh ngọt, mới ra lò đấy. Trong nhà có thêm em gái nhỏ, Tạ Tiểu Bàn vô cùng vui vẻ, cứ thích lôi kéo bím tóc nhỏ em gái. Nếu là bình thường, miệng Y Thần nhất định vểnh lên thực cao, quả đấm nho nhỏ chắc chắn đập cậu nhóc mấy cái, sau đó mới nhảy chân sáo chạy đi nhà họ Lục ăn bánh ngọt. Công thức là bánh ngọt của bà nội Thanh rất tiêu chuẩn, mỗi lần mấy bạn nhỏ chỉ hận không thể ăn luôn mấy đầu ngón tay. Nhưng hôm nay Y Thần một chút không hăng hái, vẫn là ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người. Đang nhìn cái gì đấy?
Tạ Tiểu Bàn cúi đầu nhìn kỹ, hóa ra là ảnh chụp Ethan mặc quần áo màu hồng biểu diễn hôm trước. Diễn kịch đêm đấy, ông nội nhà họ Tạ vô cùng thích, sai Tạ Thần An giữ tất cả các ảnh chụp đêm đó, tự mình cất đi. Trừ bỏ Ethan, một mình chụp ảnh, đa số đều là ảnh chụp chung Ethan với Thần An và Hạ Vãn Lộ. Kết quả bị Ethan tìm được, ở nơi này xem một lúc lâu. Tạ Tiểu Bàn đoạt lấy bàn ảnh chụp lật xem. À, đây là ngôi nhà khác của em à, làm gì ra vẻ vậy chứ? Ethan vốn là không nói tiếng nào, đột nhiên bộc phát kêu to. Trả lại cho em, anh trả cho em. Tạ Tiểu Bàn thấy bé như vậy, nổi hứng thú trêu chọc bé, cậy mình cao hơn bé, giơ hình lên cao. Không trả, không trả, có bản lĩnh, em tới lấy đi. Lần này, Tạ Tiểu Bàn đúng là sờ vào mông của lão hổ. Ethan gọi tới gọi lui không giành được, lên bắt lấy Tạ Tiểu Bàn, đấm rồi đá, gặm rồi cắn, còn thét chói tai, anh trả cho em, trả lại cho em. Tạ Tiểu Bàn không nghĩ tới Ethan phản ứng lớn vậy, bản thân bị cắn đến đau khổ không chịu nổi, vội vàng nhét hình trong ngực. Đây, cho em, tất cả cho em được chưa? Như vậy có được không? Ethan ôm thực chặt hình trong ngực, đôi mắt trả ra nước mắt. Cái này làm Tạ Tiểu Bàn sợ hãi. Thôi thôi thôi, đừng khóc, đừng khóc. Làm sao thế? Không phải cho em rồi, đừng khóc nữa. Hai người tranh giành ồn ào, làm Thần Hy ở ngoài phòng kinh động, chạy nhanh vào. Nhìn thấy một màn bảo bối Ethan che chở mấy tấm hình. Tạ Tiểu Bàn cho là mình gây họa, sợ cô chửi mình làm em gái khóc. Sợ hãi kêu một tiếng. Cô... Thần Hy hiển nhiên biết rõ ngọn nguồn, chỉ sờ đầu Tạ Tiểu Bàn phất tay. Thôi đi đi, con đi về ăn bánh ngọt trước đi. Tạ Tiểu Bàn như chút được gánh nặng. Thần Hy ngồi chồm hổm xuống, thử từ trong tay Ethan kéo hình ra. Nhưng Ethan chỉ là che hình trước ngực, không chịu buông tay. Thấy bé như thế, Thần Hy cũng thôi, ôm bé lên ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé. Y bảo à, thực ra thì trong lòng Y bảo vẫn là nhớ cậu út mợ út, có đúng không? Ethan không nói lời nào, chỉ là lặng lẽ khóc thút thít. Thần Hy thấy cuối cùng bé không có kháng cự giống như lúc đầu khi nhắc tới hai người này nữa, liền thử thăm dò. Y bảo này, thực ra bà nội, ông cố, mẹ và cậu út còn có mợ út đều yêu thương con. Y bảo cũng hiểu, có đúng không? Có rất nhiều chuyện Y bảo con nhỏ có không hiểu, nhưng chờ Y bảo trưởng thành từ từ hiểu thôi. Năm đó chuyện bà nội làm sai khi cậu út mợ út cũng không biết Y bảo là đứa bé của bọn họ. Cho tới bây giờ cậu út mợ út mới biết được điều này. Như là mặc kệ bọn họ có biết hay không, đều rất thương Y bảo. Y bảo nhớ rõ cậu út chải đầu cho con thế nào không, đút cơm cho con ăn thế nào nữa. Người Y bảo thích nhất chỉ là cậu út. Thậm chí Y bảo quên rồi ư? Có mợ út. Con với mợ út ở chung với nhau một thời gian ngắn, nhưng mợ út đối với con giống như mẹ đối với con, có đúng không nào? Câu hỏi của Thần Hy không có được đáp lại. Y thần chỉ là ôm hình không lên tiếng nào. Chỉ là Thần Hy cảm giác vui sướng, những lời này Y thần nghe lọt được, chỉ cần thời gian tiêu hóa thôi. Y bảo này, mỗi người đều có lần phạm sai lầm, người lớn cũng không ngoại lệ mà. Sai lầm của bà nội để cho Y bảo khổ sở. Nhưng Y bảo có thể nghĩ đến như thế này, cứ nghĩ như thế này, Y bảo sẽ có một người ba, một người mẹ. Hơn nữa, chúng ta rất yêu Y bảo, trong nhà mỗi người đều yêu thương Y bảo. Y bảo là tiểu công chúa quý giá nhất của chúng ta. Thời gian trôi qua bao lâu thì vẫn luôn là như vậy. Giọng nói của Thần Hy tăng thêm. Quả thật, sai lầm của mẹ thương tổn tới người nhà. Cuối cùng Y thần có một ngày sẽ biết chân tướng sự thực. Như là cô không hy vọng Y thần lớn lên trong thù hận. Đúng như lời cô nói, Y thần là tiểu công chúa của nhà họ Tả. Tiểu công chúa thì phải vui vẻ, hưởng thụ sủng ái. Chỉ mong Y thần có thể ở trong vòng tay yêu thương của mọi người mà lớn lên. Nghe lời nói của Thần Hy, Y thần cúi đầu, cằm nhỏ bất giác đè lên ảnh chụp trong tay. Thần Hy khẽ mỉm cười, ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa gian phòng. Chính là Thần An nét mặt nghiêm túc và Hạ Vãn Lộ im lặng khóc thút thít. Cô mới vừa rồi báo cho hai người này, tạm thời cô và Y thần ở đại viện, bọn họ nghe vậy đã đến. Thần Hy cúi đầu, nhìn qua mắt Y thần, khó trách nhóc con này cúi đầu, thì ra phát hiện ba mẹ đến. Trong tay Tạ Thần An cầm cái túi nhỏ. Thôi được rồi, đưa quần áo chỉ là lấy cớ thôi. Dự báo thời tiết nói ngày mai tuyết rơi đấy, chúng ta mang quần áo đến cho Y thần. Nhìn lại phản ứng của Y thần, nhóc con chỉ xoay đầu đi, vùi vào trong ngực Thần Hy, vẫn còn chưa được tự nhiên. Tạ Thần An cười khổ cầm quần áo để xuống. Y bảo à, chúng ta ngủ ở phòng bên cạnh, con chỉ là ngủ cùng mẹ.
Nhóc con không có trả lời. Tạ Thần An dắt tay Hạ Vãn Lộ rời đi. Hai người không có nhìn thấy. Sau khi bọn họ xoay người, Y Thần vùi ở trong ngực Thần Hy, lén lén nâng mắt nhìn, nhìn chân bị thương của Hạ Vãn Lộ. Hôm sau thực sự có tuyết rơi. Sau một ngày tuyết rơi không ngừng, mặt đất tuyết đọng dày đặc, trong đại viện ngay lập tức thành chỗ vui chơi của mấy đứa bé. Gần tới ban đêm, sau giờ học về nhà, mấy đứa bé trong đại viện đắp người tuyết, đào một con đường trượt tuyết. Cuối cùng, Y Thần cũng bị Tả Tiểu Bàn kéo ra ngoài, cùng mấy đứa trẻ khác ở trong sân chơi người tuyết. Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ không rời ánh mắt hỏi Y Thần, cho nên mặc dù biết rõ con gái không chào đón mình, nhưng vẫn là yên lặng ở một bên đứng nhìn, nhìn con gái chơi tuyết. May mắn Y Thần không có đuổi bọn họ đi, chẳng qua là xem bọn họ như không tồn tại. Cái này đối với bọn họ đã là thỏa mãn thực lớn. Trời lúc trời tối, cuối cùng bốn đứa bé đắp xong người tuyết, chỉ là chưa có cái mũi. Tạ Tiểu Bàn phát hiệu lệnh, Y Thần đi lấy củ cà rốt làm lỗ mũi cho người tuyết. Ở đây có cà rốt. Trên tay Hạ Vãn Lộ sớm chuẩn bị xong củ cà rốt, trong tay Tạ Thần An có nút áo cùng lược, có thể làm mắt và miệng cho người tuyết, chỉ là bọn nhóc này chỉ thiếu cái lỗ mũi. Y Thần liếc mắt, hất tay một cái, không cần của mợ. Hạ Vãn Lộ chỉ đứng bằng một chân trên tuyết, nhìn Y Thần hất tay như vậy, mặc dù hơi sức không lớn nhưng làm cô mất thăng bằng. Cậu với trên tuyết trơn trượt, cô nhất thời không đứng vững. Thần An không kịp thời vị lại, vì vậy ngã xuống đất. Thần An kinh hãi, vội vàng tới đỡ cô. Vậy mà một bóng dáng nhỏ bé khác vội chen tới, đỡ cánh tay Hạ Vãn Lộ, giọng nói trong mắt lộ kinh hoàng, mẹ, té có đau không? Thần An và Hạ Vãn Lộ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Y Thần, phát hiện trong mắt bé ngậm đầy nước mắt. Quả thật, Hạ Vãn Lộ không tin vào lỗ tai chính mình, giọng nói run rẩy, Y bảo à, mới vừa rồi con gọi mẹ là cái gì? Chương 249, Tiểu Bại Hoại. Y Thần ngẩn ra, oa một tiếng khóc lớn, ôm đầu Hạ Vãn Lộ, vừa khóc vừa nói, mẹ, Y bảo không phải cố ý đẩy mẹ có đau không? Cái này đối với Hạ Vãn Lộ mà nói, quả thực là chuyện kinh hỉ, mừng nhất trong đời. Cô sợ mình không chịu nổi loại hạnh phúc như vậy. Bỗng dưng ôm chặt Y Thần, cô khóc lớn ra ngoài. Y bảo à, mẹ không đau, thực sự không đau, mẹ vui vẻ lắm thật đấy. Chỉ là cô không biết, trước khi Y Thần gọi ra tiếng mẹ, thực ra đã len lén nhìn phía cô, kêu lên bao nhiêu lần. Hình ảnh hai mẹ con ôm đầu mà khóc, rung động thực sâu lòng Thần An. Một loại gọi là hạnh phúc liên tục đánh vào lồng ngực anh, làm lòng anh vừa chua xót vừa mềm mại, làm ấm trái tim anh, làm đau mắt anh. Lần nữa ôm cả hai người trong ngực, thay nhau hôn lên mặt đầy nước mắt của Y Thần và Hạ Vãn Lộ. Cuộc đời này, hạnh phúc chính là vậy đi. Anh nói với Y Thần, Y bảo này, trước hết chúng ta đưa mẹ về phòng được chứ? Trên đất tuyết lạnh, bà muốn xem chân bị thương của mẹ có bị ảnh hưởng không? Thật xin lỗi, Y bảo quên. Y Thần buông tay mẹ, dáng vẻ áy náy, nhưng vẫn là không che giấu được nước mắt vui sướng. Tạ Thần An ôm Hạ Vãn Lộ lên, đi vào trong nhà. Y Thần không chơi tuyết nữa, đi theo phía sau Tạ Thần An, chạy chậm mới có thể đuổi theo bước chân anh. Vừa vào nhà, anh đặt Hạ Vãn Lộ ở trên ghế salon, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy chân cô. Như thế nào, đau lắm à? Y Thần đứng một bên, khẩn trương nhìn Hạ Vãn Lộ ở trước mặt, trên mặt nước mắt chưa khô. Lúc này đây, Hạ Vãn Lộ chỉ một lòng đắm chìm trong hạnh phúc cùng Y Thần nhận nhau. Thời gian đâu lo lắng cho chân mình. Không có, một chút không có, đụng phải vết thương đâu. Nói xong không nhìn thẳng anh, ôm Y Thần đặt trên đùi, dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của bé. Dưng dưng nỉ non, Y bảo, thực xin lỗi, mẹ không phải người mẹ tốt, mấy năm nay không thể ở chung một chỗ với Y bảo. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, một khi đánh vỡ sự ngăn cách ban đầu, cả thế giới sáng lên, thêm vào đó là thiên tính mẹ con. Một tiếng mẹ này kêu ra, liền không còn trở ngại nữa, cũng càng thêm nhớ nhung ôm ấp của mẹ, vì vậy dám vào người Hạ Vãn Lộ không rời. Mẹ, Y bảo biết, Y bảo cũng biết. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào quần áo của mẹ ấm áp, không khỏi ôm chặt mẹ hơn nữa, đáy lòng vẫn còn chút lo lắng, không khỏi sợ hãi. Mẹ, sau này sẽ không cần Y bảo nữa. Một câu nói khiến nước mắt Hạ Vãn Lộ rơi xuống không ngừng. Thật xin lỗi Y bảo à, sau này không như vậy nữa đâu. Mẹ tới bây giờ không có suy nghĩ không cần Y bảo. Mẹ vĩnh viễn ở bên cạnh Y bảo, một người nhà chúng ta, về sau không tách ra nữa. Cuối cùng Y bảo lộ ra tươi cười đầu tiên trong mấy ngày qua, ngọt ngào. Thấy vậy tâm tình Tả Thần An trở nên nhộn nhạo, ngồi dưới bên cạnh Hạ Vãn Lộ,
một cánh tay kéo hai người trong ngực giống như ôm, là thời gian cả đời. Thần Hy đi vào nhìn thấy màn này, nén nước mắt mỉm cười. Đến hôm nay cô coi như hoàn thành một chuyện lớn rồi đi. Thật tốt quá, như vậy cô sẽ không còn gì nhớ thương. Cô nghĩ cứ lặng lặng rời đi như vậy, cuối cùng một nhà em trai đoàn viên, cô nên rời đi đại viện. Y Thần nhìn thấy cô, kêu giòn giã một tiếng, mẹ. Trong lòng Thần Hy run lên, đây là gọi cô hay gọi Hạ Vãn Lộ? Lại thấy Y Thần từ trong ngực Hạ Vãn Lộ trượt xuống, một đường như muốn chạy đến bên cạnh Thần Hy. Rồi lại như lo lắng cái gì, quay đầu nhìn sắc mặt Hạ Vãn Lộ. Hạ Vãn Lộ hiểu Y Thần gọi tiếng này là gọi Thần Hy. Trong quá trình Y Thần tập nói cho đến khi Tập Tĩnh đi học bước đi rồi đến trường học, Thần Hy là người quan trọng nhất của bé, cũng là người bé yêu thương nhất. Cái gọi là có bỏ có ra mới có hồi báo, Thần Hy chắc chắn cũng đã cho bé tất cả tình thương của mẹ mới có thể thu hoạch một phần quyến luyến này của Y Thần. Lúc này Y Thần nhất định đang do dự, bé cũng là yêu thương Thần Hy, thế nhưng loại yêu thương này không phải có thể so sánh với Hạ Vãn Lộ. Hạ Vãn Lộ khẽ mỉm cười, đối với chuyện Thần Hy giấu giếm càng thêm thoải mái. Bất luận là thế nào, là Thần Hy đã cho Y Thần tình thương của mẹ trong thời gian cô không thể cho bé. Vì vậy nhẹ nhàng hỏi Y Thần, Y Bảo này, đã suy nghĩ gì thế? Y Thần liếc mắt nhìn Thần Hy, lại nhìn Hạ Vãn Lộ một chút thử hỏi, mẹ, con nên gọi như thế nào? Gọi như thế nào à? Hạ Vãn Lộ giật mình, nhìn rất nhanh hiểu Y Thần là hỏi cô nên gọi Thần Hy thế nào. Y Bảo muốn gọi là gì? Y Thần cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, một người có thể có hai mẹ sao? Hạ Vãn Lộ chỉ là chờ bé nói lời này, lúc này cười, chỉ cần Y Thần muốn dĩ nhiên có thể chứ. Chỗ nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn Y Thần lấy buông lỏng, vui vẻ giống như ngày trước, chạy tới bên cạnh Thần Hy, mẹ. Thần Hy đó lấy bé yêu đang chạy như bay tới, lập tức nước mắt đầy mặt. Đối với Y Thần mà nói, cuối cùng cũng hạnh phúc, hai mẹ đều là của cô. Suốt cả buổi tối cũng dính vào giữa hai mẹ, tiểu công chúa hoạt bát vui vẻ trở về rồi đây. Đêm đó cuối cùng Thần Hy vẫn là rời đi đại viện, trả lại thời gian còn lại, thậm chí thời gian cả đời cũng để lại cho một nhà em trai. Trước khi đi, ở trong sân cùng Thần An nói chuyện, là Thần Hy chủ động tìm em trai. Thần An à, thật xin lỗi. Giấu giếm em trai nhiều năm cho lòng cô tràn đầy áy náy. Nên nói thế nào chứ, Thần An ngưng mắt nhìn chị gái cùng bào thai với mình. Tính tình mẹ thế nào anh quá rõ. Chỉ là dưới tình huống năm đó, mẹ có hàng ngàn phương pháp khiến chị gái phốt phục. Hơn nữa coi như chị không chịu đáp ứng, chỉ cần mẹ quyết tâm, bà có một vạn biện pháp để người khác lấy thân phận khác nuôi dưỡng Y Thần. Tóm lại kết quả giống nhau. Nghĩ như vậy có không bằng để ở bên cạnh chị, ít nhất chị đối xử với Y Thần như con mình. Đối với dấu diếm 4 năm qua của chị, anh cũng nghĩ tới cô nên trách cứ không. Nhưng khi đối mặt Thần Hy lại không nhẫn tâm nói lời hung ác. Hơn nữa, vừa thấy bộ dáng kiếp nhược của Y Thần như vậy, có được hai mẹ hay không? Sau đó, anh bình thường trở lại. Bất luận Thần Hy làm sai điều gì, cô yêu thương Y Thần là sự thật không thể phủ nhận. Anh thở dài, Thần Hy à, hiện tại em rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Như thế đủ rồi, hạnh phúc là vậy, không muốn nghĩ cái gì khác nữa. Thần Hy dưng dưng gật đầu, chỉ hy vọng em sẽ mãi hạnh phúc. Cô còn có một câu nói thầm trong lòng, chưa từng nói ra khỏi miệng. Bọn họ là song sinh từ nhỏ đến lớn, từ chỗ người thân có được, bất luận quà tặng hay chúc phúc, cô sẽ là hai phần. Như vậy hy vọng em trai hạnh phúc, nhân tiện mang dùm cô một phần, thay cô hạnh phúc. Anh mơ hồ cảm thấy sắc mặt Thần Hy khác thường, lại không nghĩ ra là cái gì, trơ mắt nhìn cô lái xe rời đi. Ở trong không khí trắng tuyết lại tăng thêm một phần cô đơn. Trở lại bên trong nhà, tâm là một hồi ấm áp. Ông nội và Hạ Vãn Lộ cùng Y Thần đang xem CD hoạt hình. Ông cháu ba đời vui vẻ hòa thuận. Lòng anh vui mừng nhưng vẫn cảm thấy thiếu sót. Cho tới bây giờ Y Thần và Hạ Vãn Lộ hòa hợp như keo. Nhưng Y Thần vẫn chưa gọi anh tiếng ba. Anh cũng không dám ép, ở nơi này gấp đến độ lo lắng. Anh yên lặng ở một bên ngồi xuống, nhìn Y Thần dính vào bên cạnh Hạ Vãn Lộ, vừa xem TV, vừa thân mật, thỉnh thoảng lại kêu tiếng mẹ. Thỉnh thoảng nhét một miếng bánh bích quy nhỏ trong miệng Hạ Vãn Lộ. Hình ảnh kia từ làm người khác vừa cao hứng lại đố kỵ đến nổi điên. Con gái thối, quên mất ba của mình à? Ông cụ Tả nhìn một lát mệt nhọc. Ba người các con xem tiếp đi nhá, ông đi ngủ đây. Y Thần à, hôn ông cố, nói ngủ ngon nào. Y Thần ngậm miệng bánh bích quy ở trên mặt ông cố hôn xuống. Ông cố ngủ ngon.
Tạ Tần An nhìn bất giác tưởng tượng cái cảm giác cái miệng nhỏ nhắn y thần ở trên mặt mình hôn xuống, trong lòng cảm thấy chán nản. Thật vất vả chờ hai mẹ con xem xong phim hoạt hình vào phòng ngủ, anh vui vẻ theo sát. Hà Văn Lộ đang tắm cho y thần. Đến khi y thần được bọc lại như quả bóng nhỏ cho phòng tắm đi ra, anh nghĩ bây giờ nên đến anh chứ. Vậy mà y thần trực tiếp chui trong chăn luôn. Thôi xong rồi, tối nay không có hy vọng à? Anh một đêm không ngủ được mất. Y thần à? Anh ngồi mép giường có chút đáng thương, như quả bóng nhỏ đang nhú đầu ra từ dưới chân. Chợt y thần từ trong chăn chui ra, ôm cổ của anh nặng nề hôn một cái. Ngủ ngon ba. Cái gì chứ? Anh ước chừng một phút không có bất kỳ phản ứng. Cuối cùng tỉnh lại, y thần chui trong chăn khai khách cười trộm. Cái tiểu bại hoại này rõ ràng cố ý đùa bỡn anh. Cô gái nhỏ phúc hắc này không biết giống ai nữa đây. Anh còn mặc quần áo lại chui trong chăn, làm nhục y thần. Bảo bối hư, tiểu bại hoại, gọi một lần nữa đi, mới vừa rồi không nghe thấy. Y thần bị anh làm nhục trong chăn, đá tung loạn xạ, cười đến không thở nổi, cuối cùng liên tiếp cầu xin tha thứ. Có không gọi à? Anh ngừng tay uy hiếp cười. Y thần chợt xoay người, gương mặt bởi vì vừa mới hưng phấn đỏ lên, một đôi mắt càng to, tỏa sáng lấp lánh. Chương 250, Diệp Thuật Lập và Tiêu Hàn. Chợt Tạ Thần An cảm thấy trong ngực như có một thứ mềm mại ấm áp, là cái đầu y thần chủ động nhào vào trong lòng anh, kèm theo giọng nói ngọt ngào. Ba. Toàn thân anh cứng đờ, mặc dù đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng y thần gọi anh là ba, nhưng vẫn bị cái hạnh phúc này làm không biết phải đáp lại thế nào. Ba, y bảo nói cho ba biết một bí mật. Hai tay y thần ôm chặt cổ anh, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ. Anh đã sớm bị hơi thở nóng nóng của y thần làm ngạt thở mất rồi. Cẩn thận nhẹ nhàng ôm viên thịt tròn tròn nhỏ nhỏ mềm mại, lặng im nghe bé nói. Ba, thật ra thật lâu trước kia y bảo từng trộm nghĩ, nếu như cậu út là ba y thần thì tốt quá. Anh nghe lời, ôm chặt cục cưng của anh, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của anh. Cục cưng à, ba mãi mãi thương con. Anh không biết phải biểu đạt tình cảm trong lòng mình thế nào, nói ra một câu rất chi buồn nôn, lại làm y thần thỏa mãn cực lớn. Cuối cùng y thần ngủ thiếp trong ngực anh. Qua mấy ngày liền đau lòng thương tâm, hôm nay được chơi mệt đến vậy, bé nhanh chóng tìm vào giấc ngủ. Cho nên khi Hà Vãn Lộ từ phòng tắm đi ra, lấy thấy cảnh tượng y thần nằm ngủ trong lòng ba mình. Thần An thấy cô đi ra, thả y thần lên trên giường, nhưng lưu luyến nhìn chằm chằm bé ngủ say. Cái cảm giác này với cảm giác là cháu ngoại gái lúc trước hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của bé, đầu mũi nho nhỏ phúng phính, đôi môi mềm mại, thậm chí mỗi một cái lông mi đều làm anh nhìn không nhìn đủ. Tại sao bé cưng đáng yêu vậy chứ, mà trong thân thể bé cưng đang chảy dòng máu của anh. Huyết mạch tư liên, quan hệ kỳ diệu biết mấy, anh cho là cả đời này anh không thể hưởng thụ được thứ tình cảm này. Không kìm lòng được cúi người, ngậm lên môi y thần hôn xuống. Nụ hôn này tinh khiết, sạch sẽ, mang theo dày đậm cưng chiều nhất. Mặc dù nhiều năm sau, y thần có thể tìm một người con trai thay thế cha mình cưng chiều cô, cũng sẽ không có một nụ hôn tinh khiết nồng đậm như vậy. Bởi vì trên thế giới này, cũng không có bất cứ một người con trai nào có thể hôn yêu thương như vậy như cha cô. Hà Vãn Lộ nhìn thấy lôi miệng trách cứ. Không được hôn lên miệng trẻ con, không vệ sinh tí nào. Cô làm y tá phải nghiêm túc răn đe chuyện này. Vậy nhưng anh, một tay bắt lấy cô, kéo cô trong ngực hôn lên môi cô. Vậy anh hôn em, lại không sợ không vệ sinh chứ? Cô liếc anh, cái này đâu có giống nhau. Ánh mắt anh lưu luyến dừng trên gương mặt đang ngủ say của y thần. Sẽ lại không giống, nghĩ tới mười mấy năm sau, có thằng oát con nào đấy muốn kết hôn với cục cưng của anh liền không vui. Đủ hôn đầu của cục cưng phải là của anh. Cô nghe vậy buồn cười, sau đó không biết nên khóc hay nên cười. Anh cũng nghĩ quá xa đấy. Cô không khỏi cảm thán, cô có một dự cảm mãnh liệt, những ngày tháng sau này nhất định mình bị thất sủng rồi. Tạ Tấn An hôm nay, trái ôm phải ấp, cảm giác mình hạnh phúc vô cùng. Thầm tình đưa mắt nhìn vợ yêu trong lòng. Bà xã này, cả đời này, anh chẳng mong muốn thêm gì nữa. Cô cũng chẳng phải như thế à, ngưng mắt nhìn anh, từ nhu tình chuyển đến nóng bỏng như lửa. Tiểu biệt, thắng tân hôn, tình cảm mãnh liệt đây đó trong mắt dần dần cháy lên. Cô để cái tay không an phận của anh. Không được đâu, y thần đang ở đó. Anh trực tiếp khóa môi cô, chặn lại tiếng kháng nghị của cô vừa thốt ra. Không dám lớn tiếng, không dám quá mức kịch liệt, cũng làm cho quá trình này càng trở nên tốt đẹp. Chỉ biết lâu dài, quấn quýt không dứt. Bởi vì có y thần, lo lắng vì vô sinh của Hạ Vãn Lộ hoàn toàn buông bỏ.
Lần đầu tiên trong lòng không gánh nặng, hòa nhập cùng anh, hòa hợp tương dung, hai người đạt đến cảnh giới trước nay chưa từng có. Ngày hạnh phúc trôi qua thực nhanh, chớp mắt sắp đến Tết âm lịch, chỉ là không khí nhà họ Tả năm nay khác hẳn so với lúc trước. Tả Thần An, Hạ Vãn Lộ và Y Thần trải qua cuộc sống ba người hạnh phúc vui vẻ, không về thăm nhà ngày nào nữa. Thần Hy thì bận bịu, cũng ít hỏi thăm cha mẹ đã làm lành hay chưa. Mà từ khi thân thể Y Thần bại lộ, Tả Tư Tuyền đối với Tiêu Hàn lạnh nhạt rất nhiều. Tiêu Hàn ở trong nhà, lần đầu tiên cảm thấy mùa đông này lạnh thấu xương. Một ngày quạnh hiu sắp đi qua, Tiêu Hàn nhìn một bữa cơm tối một bàn lớn, không cách nào buông đũa. Tả Tư Tuyền lại không về ăn cơm tối. Tình trạng như vậy cho đến tận bây giờ bà chưa từng gặp qua. Tả Tư Tuyền là người đàn ông có bộ ngực rộng lớn, hơn 30 năm gả cho ông, tuyệt đối đối với bà luôn khoan dung nuông chiều. Mặc dù thỉnh thoảng bà cũng có chút ngoan ngoắt, Tả Tư Tuyền đều chỉ cười trừ, cũng không để ý. Hôm nay như vậy, bà lại không có biện pháp giải quyết. Đã từng muốn cúi đầu với ông, nhận sai với ông, nhưng ông dường như đến cơ hội nhận sai, ông cũng không cho, mấy ngày nay ít khi gặp được ông. Nghĩ đến, đành bất giác, vành mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt dần tràn ra. Đang một mình khổ sở, điện thoại di động của bà vang lên, là Diệp Thuần Lập. Giọng nói của bà có chút nặng nề. Alo? Tôi với Khả Tâm trở về rồi. Có thật không đấy? Đây là chuyện duy nhất mà đã lâu rồi bà cảm thấy đáng mong đợi. Hôm nay dường như không thể tiếp tục cưỡng ép Thần An, Khả Tâm ở bên nhau. Nếu mắt Khả Tâm chữa khỏi, gánh nặng trong lòng bà vơi đi một phần. Khả Tâm nó sao rồi? Phẫu thuật thành công. Vậy thì tốt quá. Rốt cuộc bà thở dài một hơi. Bây giờ bà có thời gian rảnh không? Gọi Tả Tư Tuyền cùng đi ăn mừng. Đồng thời để tôi xin lỗi mấy ngày trước đã vô lễ. Lúc đó đau lòng con gái không có lý trí. Diệp Tuần Lập ở đầu dây bên kia mời. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn nguội lạnh, cho lòng đau đớn khổ sở. Bà mẹ cứ cười. Tối nay Tư Tuyền đi xã giao, một mình tôi đến đó thôi. Vậy cũng được. Tôi đang ở nhà hàng XX chờ đại giá. Vì thế Tiêu Hàn đi về phòng thay quần áo. Mặc dù bà đã hơn 50, nhưng từ trước đến nay đều luôn chú trọng đến bảo dưỡng nhan sắc, cho nên vóc người cân xứng, vẻ nở nang càng làm nổi bật sự cao quý của bà. Cậu với lúc còn trẻ cũng là đại mỹ nhân, lúc này dịu dàng, thước tha, trang điểm nhẹ nhàng, vẫn là một quý bà gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Ngoài hình Thần An, Thần Hy lớn lên chính là giống bà, hơn nữa gương mặt như một khuôn đúc già. Có điều hôm nay bất kể trang điểm khéo léo cỡ nào, che không nổi đôi mắt thâm quầng cùng mí mắt sưng húp. Những cái kia là do dấu vết không thể chợp mắt và khóc lóc quá nhiều gây nên. Cuối cùng chỉ có thể cố gắng che đậy, thở dài đi ra cửa. Lúc Tiêu Hàn đến nhà hàng, Diệp Thuần Lập bao trọn một phòng đang đợi bà. Bà đẩy cửa đi vào, lại phát hiện chỉ có một mình Diệp Thuần Lập, Khả Tâm không có đến. Bà hỏi, Khả Tâm đâu? Vừa phẫu thuật xong, bác sĩ bảo không nên ra ngoài, nó ở nhà tĩnh dưỡng. Diệp Thuần Lập cười, cô đứng dậy tự mình kéo ghế cho Tiêu Hàn, mời ngồi. Tiêu Hàn khẽ cúi đầu ngồi xuống, cố gắng tránh ánh mắt Diệp Thuần Lập nhìn mình, tránh lộ bí mật ở đôi mắt mình. Nhưng Diệp Thuần Lập phát hiện kinh ngạc hỏi, mắt bà sao thế, đã khóc à? Không có. Bà lên tiếng phủ nhận. Vậy mà nói không có, xem tôi là thằng ngốc, không nhìn thấy à? Tiêu Hàn nhíu mày, không cần ông lo. Diệp Thuần Lập hơi ngẩn người, thậm chí có chút mất hồn. Một lúc lâu sau bình tĩnh, từ trong mộng bừng tỉnh, lại gọi một tiếng, Tiêu Hàn. Cả người Tiêu Hàn chấn động, kinh sợ đến mức đôi môi trắng bệch. Ông nói bậy cái gì đấy? Vẻ mờ mịt của Diệp Thuần Lập dần giảm xuống, trong mắt có chút cô đơn khổ sở. Thật xin lỗi, dáng vẻ cau mày mới vừa rồi của bà không cần tôi lo, làm tôi nhớ lại những tháng ngày còn trẻ khi trước. Mỗi lần bà giận dỗi tôi đều cau mày như vậy, không ngừng đánh tôi, kêu gào không cần tôi lo, không cần tôi lo. Diệp Thuần Lập, ông điên đấy à? Tiêu Hàn vừa giận vừa xấu hổ, kích động đến mức vỗ lên bà một cái, đứng dậy muốn đi. Nhưng mu bàn tay bị phủ một tầng ấm mát, hơn nữa tay không thể rút ra được. Là Diệp Thuần Lập chặn bà lại. Mà bà nhanh chóng đỏ bừng. Diệp Thuần Lập, ông buông tôi ra. Bà ngồi đi, tôi mới buông. Bà buồn bực không thôi, tuy nhiên không thể làm gì. Giằng co một trận bà chỉ có thể ngồi xuống, sau đó tức giận rút tay mình về. Lần này ông buông lỏng tay, mắt canh chừng bà. Tại sao khóc? Ông ta khi dễ bà ư? Không có. Lời trả lời của bà như chém đinh chặt sắt, lại không tự chủ nhớ tới mấy ngày nay thái độ Tả Tư Tuyền không lạnh không nóng, vẻ mặt có chút uất ức. Mạnh miệng. Ông hừ lạnh, cuối cùng chê một câu, nếu theo tôi làm sao để bà khóc.
Tiêu Hàn nhìn ông chằm chằm. Hôm nay Diệp Thuần Lập sao chứ? Điên à? Bà và ông ta vốn không có quan hệ, bà lập gia đình, ông ta cũng lấy vợ. Nếu như không phải 5 năm trước vì tìm giác mạc cho Thần An, cũng đúng lúc chúng trên người Khả Tâm, nó không chừng giữa bọn họ sẽ không có bao giờ có cơ hội gặp nhau. Bà không biết ông ta ở Bắc Kinh quan hệ trong 5 năm nay, hai người từ trước đến giờ chỉ nói đến công việc, chuyện hồi trẻ theo ý bà sớm như gió thoảng mây bay. Mà hôm nay Diệp Thuật Lập nói những lời này, đang chúng ta gì chứ?